13. Hết đường rồi, chỉ còn đường đó thôi. Không sao, tôi sẽ giữ cô, đừng sợ. Cô dựa vào núi, từ từ đi qua đó đi. Nào, đừng nhìn xuống dưới nữa, đi. Tôi không phải là tôi không dám. Tôi dám mà. Chỉ là tôi hơi chóng mặt chút thôi. Đại đội trưởng, nhanh lên một chút đi, không sẽ trễ mất đó. Cẩn thận đó. Nè, thử xem. Hà Kim Như, không phải cô muốn biết chúng tôi đưa cô đi đâu sao? Giờ tôi nói cho cô biết, Điền Lão Bác đã bắt Trình Nhị Hỷ đi. Bọn chúng muốn đổi anh ấy lấy cô. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà không ngờ là thật. Trước khi trời tối chúng ta không tới kịp, Trình Nhị Hỷ sẽ mất mạng ngay. Bây giờ cô hãy quyết định đi, chúng tôi quyết định không ép cô. Đi, cô phải từ đây leo qua đó. Không đi thì cô ở lại đây chờ chúng tôi quay trở lại đón cô. Thật là đem tôi đi đổi sao? Tôi không thể bỏ mặc Nhị Hỷ được. Được rồi, chúng ta đi tiếp đi. Được, tôi sẽ kéo cô. Không cần đâu, tôi làm được.
Tay bị thương rồi, tôi băng cho cô. Không cần đâu. Thấy sao hả? Phong cảnh ở đây cũng hữu tình chứ. Có phải không? Ra tay đi. Tôi từng nói tôi sẽ thả anh. Xem ra anh không tin. Tôi định là sẽ thả anh ở chỗ này. Chỉ cần đại đội trưởng Trịnh tới trước khi trời tối là được. Mày muốn làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi không muốn làm gì hết. Tôi chỉ muốn kết bạn với anh. Phải rồi, tôi biết tên của anh đó. Mấy người ở cùng từng gọi tên anh là Trịnh Nhị Hỷ, có phải không? Trí nhớ tôi không tệ ha. Đồ khốn đừng có nhiều lời nữa. Ra tay đi cho ông mày vui một chút. Xem ra tôi nói không sai. Nhưng mà không biết tính khí anh lại tệ như vậy. Đồ khốn, mày ngon mày giết tao ngay đi. Nếu không, ông đây sớm muộn cũng đánh chết mày thôi. Được, nếu có khả năng đó xảy ra, tôi đồng ý cho anh một cơ hội đó. Đưa xuống đi. Đi. Đi mau. Đại đội trưởng, phía trước chính là một khe độ rồi. Ở đây đi. Cô dừng lại đó. Cô chờ ở đây. Tại sao vậy? Tôi ra lệnh cô ở lại. Chúng ta đi. Trình Nhị Hỷ thì sao? Lỡ không cứu được Trình Nhị Hỷ, ít nhất vẫn còn cô. Tiêu diệt Điền Lão Bác là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chúng ta đi. Đại đội trưởng, im miệng đi. Đại đội trưởng nói nếu chúng tôi không quay lại được, đội của đại đội trưởng La sẽ đến ngay. Ẩn nấp cho kỹ và chờ. Chú ý. Đại đội trưởng, anh thật sự không định cứu Nhị Hỷ sao? Tôi không thể bảo đảm an toàn cho Hà Kim Như.
Sao có thể để cô ấy nguy hiểm được? Tôi mặc kệ. Chúng ta đã mất một người anh em, không thể để mất thêm Nhị Hỷ nữa. Anh không nỡ đổi Hà Kim Như phải không? Được, tôi đi bắt cô ấy quay lại. Thiết Đầu, đại đội trưởng không muốn đi cứu Nhị Hỷ sao? Hả? Thôi đủ rồi. Nếu không cứu được Nhị Hỷ quay lại, thù của chú ấy và Ngọc Lan hôm nay báo luôn một lượt. Đại trụ, đi thôi. Lỡ không cứu được Nhị Hỷ, ít nhất vẫn còn cô. Tiêu diệt Điền Lão Bác thì nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đại đội trưởng nói, nếu chúng tôi không quay lại được, đội của đại đội trưởng La sẽ đến ngay. Nấp cho kỹ và chờ. Bọn chúng đến rồi, vậy làm sao? Khi nào nổ súng đây? Mày ngu vậy, chúng ta ít người, bây giờ nổ súng là chết chắc đó. Người đâu? Các anh không dám giết tôi. Tại sao? Nếu không muốn có chuyện với Trịnh Nhị Hỷ, các anh nhất định phải nghe tôi. Nói mau. Hà Kim Như lên thuyền với tôi bên đây. Trịnh Nhị Hỷ ở bên kia lên thuyền. Trịnh Nhị Hỷ đang ở đâu? Hà Kim Như đâu? Hà Kim Như không tới thì hắn cũng không xuất hiện đâu. Đại đội trưởng, chúng ta đi qua thôi. Không được, các anh phải nghe tôi. Nếu không, Trịnh Nhị Hỷ sẽ mất mạng đó. Anh Hổ à, nước có vẻ rất sâu, mạnh tay không được đâu. Nhanh lên đi, trời vừa tối, Trịnh Nhị Hỷ sẽ mất mạng đó. Hà Kim Như đang ở phía sau. Tôi không thấy Trịnh Nhị Hỷ, sao biết được anh ta còn sống không? Nhị Hỷ, Nhị Hỷ, đừng lo cho tôi, mau giết hết bọn chúng đi, báo thù đi, báo thù cho tôi đi, báo thù. Cái lũ khốn kiếp kia, đừng có động vào Nhị Hỷ.
Tên đứng sau Nhị Hỷ có phải Điền Lão Bác không? Không giống. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Là tên bán thuốc. Thượng tá, thượng tá, anh mau tới đây. Nhìn thấy rồi chứ? Hà Kim Như không tới, Trình Nhị Hỷ sẽ mất mạng ngay. Tao giết mày trước đã. Tôi không làm gì hết. Đội trưởng Điền đã nói, mạng của tôi không so được với Trình Nhị Hỷ. Các anh sẽ không giết tôi đâu. Vậy thì mày thử xem, đại trụ. Đại đội trưởng à, trời sắp tối rồi. Chạy nhanh thật đó. Đại đội trưởng có đuổi theo không? Bỏ đi, đi, đến một khe độ ngay, rõ. Các anh nhanh lên đi. Trời mà tối, họ Trịnh đó thật sự không cứu được đâu. Hối cái gì chứ? Lát nữa tao cũng sẽ giết chết mày thôi. Tôi không muốn chết. Làm phiền các anh, nhanh chóng đưa Hà Kim Như, nhanh đưa qua đây đi. Đại đội trưởng, làm sao đây? Đại đội trưởng, nhìn kìa. Đến rồi, đến thật rồi. Ai kêu cô tới đây? Quay về. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Để tôi đi đi. Đại đội trưởng Trịnh, anh phải nhớ lời anh từng nói. Anh nhất định phải quay lại cứu tôi đó. Được rồi, cứ như vậy đi. Chờ nữa là không kịp đó. Đại đội trưởng Hà Kim Như, cô thật sự nghĩ thông rồi sao? Chúng ta đi thôi. Được. Đại đội trưởng, để cô ấy đi thật sao?
Bí thư tổng, các anh trở về đi. Có tôi ở lại rồi. Khi nào thấy đại đội trưởng trở về thì tôi sẽ về. Nguyễn trưởng Trữ, cô khuyên bí thư đi. Các cô về trước đi. Mong rằng bọn họ đều trở về bình an. Thật không ngờ Trịnh Hổ Thần đã đem nữ binh tới đổi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là nực cười thật. Khốn nạn, đừng đắc ý, ông sẽ không tha cho mày đâu. Con người của anh chỉ biết nói năng hung hăng, ngoài ra còn biết làm gì nữa. Tôi thật sự không hiểu tại sao bọn chúng nhất định phải cứu anh trở về. Có thể Trịnh Hổ Thần nghĩ bản thân hắn có chút tài, muốn bày mưu kế với tôi, đem người đến làm vỏ bọc, chờ đến được một khê độ thì hắn sẽ hiểu thôi. Hắn nên từ bỏ ý định này từ lâu rồi. Tôi thì ngốc hơn hắn sao? Được, Trịnh Hổ Thần đã dám đến, vậy thì tôi cũng thả anh về, đổi lấy một nữ binh trước khi tặng cho Cổ gia. Còn có thể để cho anh em vui vẻ một chút, có phải không? Thật sao? Tôi mong ngày này rất lâu rồi đó. Đổi một cô gái xinh đẹp cũng tốt hơn nhiều so với tên cứng đầu như anh mà, phải không? Hả? Anh về rồi nghĩ thoáng một chút. Tôi là người kinh doanh, coi trọng chữ tín, nhận được tiền thì giao hàng thôi. Đừng đem hết mọi thứ đổ lên một mình tôi nha. Hy vọng lần này chúng ta chia tay sẽ không còn gặp lại nữa. Chờ chút, chờ chút, chúng ta thương lượng chút được không? Anh cũng biết nói lời nhẹ nhàng vậy sao? Tôi đã thật sự nghĩ anh là tên cứng đầu đó. Nào, tôi rất muốn nghe thử tôi và anh có gì để thương lượng đây. Giữ lại tôi, còn bốn nữ binh kia thả ra hết đi. Anh đang nằm mơ có phải không vậy hả? Dù tôi không thả anh thì bốn nữ binh kia vẫn ở trong tay tôi mà. Anh có biết kinh doanh không vậy? Đương nhiên là có lợi ích rồi. Lợi ích gì? Thả toàn bộ bốn nữ binh của chúng tôi ra, tôi ở đây bảo đảm tất cả ân oán chúng ta tìm Cổ gia tính, tuyệt đối không làm phiền anh đâu. Đây gọi là lợi ích sao? Tốt hay không phải so sánh mới biết. Nếu không, nợ này bọn tôi tìm anh tính trước. Chờ giết hết các anh, tụi tôi lại đi tìm Cổ gia. Anh nghĩ xem, vậy có phải tốt không? Các anh đều nghĩ đi, là muốn sống hay muốn chết đây? Anh dọa bọn họ sợ rồi kìa. Nếu như tôi có mọi lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ lại ngay. Nhưng bây giờ không được đâu. Anh đừng quên, ở núi Hạ Bàng này, người chúng tôi sợ nhất bây giờ không phải là quân giải phóng các anh. Cho nên những lời anh vừa nói đều là thứ vô dụng thôi. Các anh vẫn nên cân nhắc thêm cái mạng quèn của mình giờ đang ở trong tay ai đi. Chờ đã. Nè, nè, anh không thể nuốt lời được. Đứng lại. Hà Kim Như, tôi thay đổi quyết định rồi, cô quay về đi.
Chúng tôi có cách rồi. Đại trụ, đi thôi. Anh có cách gì hả? Hà Kim Như, chúng tôi từ đầu không nên đưa cô theo. Giờ ở đây rồi, Điền lão bác đang ở đối diện, chuyện này không liên quan tới cô nữa. Quay về đi. Tôi không làm được chuyện dùng cô đổi Nhị Hỷ. Về đi, đây là mệnh lệnh đó. Vậy anh tính làm sao đây? Anh Đổng, ý kiến này là của anh. Giờ anh đem cô ấy đi đi. Hà Kim Như, nghe lời đại đội trưởng Trịnh đi. Ở đây không có chuyện của cô nữa, mau trở về đi. Các người đừng nói nữa. Hà Kim Như không xuống thuyền, tên họ Trịnh bên đó chết chắc rồi. Câm miệng đi, không tới lượt mày nói chuyện đâu. Đại trụ, kéo cô ta đi. Hắn ta nói đúng đó, giờ không còn cách nào khác đâu. Có phải không đại đội trưởng Trịnh? Anh có thấy sau lưng Nhị Hỷ có bao nhiêu cây súng không? Hiện giờ anh qua sông không được, cũng không giết được Điền lão bác. Trưởng đoàn lương vẫn ở trong tay bọn chúng. Giờ không còn cách nào khác nữa rồi. Hãy để tôi đi đi, được không đại đội trưởng Trịnh? Đại đội trưởng à, chỉ cần anh đồng ý với tôi sẽ cứu hết chúng tôi và trưởng đoàn lương về. Bây giờ chúng ta đổi Nhị Hỷ về, vẫn là có lời đó. Cứ làm như vậy đi ha. Nói với trưởng đoàn lương, tôi nhất định sẽ cứu cô ấy về. Hãy tin tôi. Vậy thì đi nhanh đi. Thượng tá, chúng đổi thật sao? Anh thật sự bị mấy lời của tên ngốc đó dọa thật sao? Sao có thể chứ? Tôi chỉ thấy lời hắn nói cũng không tệ mà. Đội trưởng Điền, anh phải phân biệt cho rõ ràng ván cờ này nên chơi ra sao. Chỉ có tôi là rõ nhất thôi, hiểu chưa? Lỡ như không đổi, tôi coi anh hiểu rõ chuyện gì. Khoan đã, lại gì nữa đây? Không thể đổi qua như vậy được. Trưởng quan à, tôi xin anh đó, nhanh chóng đổi đi. Bây giờ muốn đổi ra sao đây? Trên thuyền đều là người của các anh, nếu như ra giữa sông các anh giở trò gì với Nhị Hỷ, chúng tôi phải làm sao đây? Tôi đi cùng với các anh. Tôi cũng đi, một mình tôi đủ rồi. Anh yểm trợ đi. Đại trụ, qua đây. Trưởng quan à, tôi sợ không được đâu. Có gì không được chứ? Lái đi. Muốn giở trò sao? Xem ai lì hơn ai đây. Đưa hắn vào trong đi. Đại đội trưởng, nhìn kìa.
Anh coi, tôi nói là không được rồi mà. Chúng ta vẫn nên làm theo lúc ban đầu nói đi. Đổi người nhanh đi. Anh quyết định được sao? Tôi đã nói là không được rồi. Anh cũng thấy đó, các anh vừa lên thuyền, bác gia liền đổi phương án luôn. Các anh đừng làm khó tôi nữa, được không? Hét vào mặt chúng, nếu không có người của chúng tôi lên thuyền thì không được đâu. Bác gia, bọn họ nhất định muốn có một người bên họ đi cùng qua đó. Anh không thể dứt bỏ anh em ở đây được. Thượng tá à, muốn theo thì cho theo đi. Đại Mã Nghi còn hơn anh em ruột của tôi nữa, không thể rơi vào tay Trịnh Hổ Thần được. Anh hiểu cái gì? Trả lời, chỉ cho nữ binh đó qua đây, thêm một người thì Trịnh Nhị Hỷ chết trước mặt chúng ngay. Vậy còn Đại Mã Nghi? Trả lời, nói đi. Người bên kia, nghe rõ đây, chỉ cho phép nữ binh qua đây thôi. Nếu thêm một người, người của các anh sẽ chết ngay đó. Nghe thấy chưa? Bác gia nói rồi, chỉ cho một mình cô ấy qua thôi. Ông mày không đi đó, mày cũng đừng hòng bỏ chạy. Tôi thật sự không muốn qua đó cùng các anh đâu. Tôi vẫn còn muốn sống mà. Các anh đừng làm khó tôi nữa có được không? Làm nhanh cho xong đi. Đại đội trưởng, chúng ta không thể bỏ mặc Nhị Hỷ được. Anh im miệng cho tôi. Tôi đi. Thử đi. Anh nói với bọn họ, tôi không phải quân giải phóng. Tôi đi để kéo thuyền quay lại thôi. Anh ấy được chứ? Được. Được, được mà. Tôi chỉ cần quay về được là được. Trả lời, bác gia, bọn họ muốn đưa một người lái thuyền qua. Cứ vậy đi ha. Chỉ cần không phải là quân giải phóng là được mà, phải không? Cứ vậy đi ha. Dũng Dượng, mau lên, trả lời nhanh đi. Trời ơi, chỉ là một tên lái thuyền, không nguy hiểm gì đâu. Được rồi, đội trưởng Điền, anh đối với tên Đại Mã Nghi này đúng là rất quan tâm ha. Còn phải nói nữa, từ khi tôi làm việc vận chuyển, Đại Mã Nghi đã theo tôi rồi. Dĩnh Dượng à, cậu còn đứng đây làm gì? Còn không nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Cẩn thận bác gia đổi ý nữa bây giờ. Chuyển lời cho lão bác, hắn muốn sống thì đừng phá người của tôi. Nếu không, tôi không để cho hắn chết thoải mái đâu. Nhớ, nhớ rồi. Cẩn thận đó. Yên tâm đi, tôi có cách mà. Ma Dương à, anh chỉ cần đưa thuyền quay lại thôi, chúng tôi ở đây yểm trợ anh. Được. Nhớ đó. Được rồi, Thiết Đầu. Thiết Đầu à, yểm trợ cho Ma Dương, nhất định phải áp đảo khi đối phương ra quả lực. Anh Động, anh bảo vệ Nhị Hỷ, đề phòng có người xông ra bắn lén. Đại trụ, sau khi Ma Dương ra tay, chuẩn bị tiếp ứng kịp thời ngay. Nhị Hỷ vừa lên thuyền, Ma Dương sẽ tùy cơ ra tay. Thiết Đầu và anh Động nhất định phải chặn được quả lực của đối phương. Tôi và đại trụ tranh thủ cố gắng vượt qua sông. Mọi người hiểu tôi chứ? Hiểu rõ. Chuẩn bị đi.
Qua đây. Tôi đã cầm sẵn súng trên tay, ngắm chuẩn vào. Tên quân sư khốn kiếp đó là ông chủ tiệm thuốc Đức Sơn, tên là Đới Đức Sơn. Tên khốn kiếp, lát nữa tôi sẽ giết chết hắn trước. Tên đó không đơn giản đâu. Tôi muốn hắn còn sống. Cô yên tâm đi, đừng sợ nha. Chúng tôi sẽ nhanh cứu cô quay về ngay. Rồi, đổi rồi. Nhớ nhắm chuẩn cho tôi. Hướng hết nòng súng vào tên Trịnh Nhị Hỷ đó. Súng của ai bắn được chuẩn, tôi thưởng cho người đó 5 đồng luôn. Đừng nổ súng vội. Hát kịch đều phải có trống kèn chứ. Không thể trống đánh xuôi kèn thổi ngược được. Chuyện này tôi biết mà. Phải đợi Đại Mã Nghi lên bờ đã. Bây giờ tất nhiên không thể nổ súng rồi. Súng nè, đuổi theo đi, giành lại Hà Kim Như vậy. Không được, ở đây quá gần, chưa phải lúc đâu. Hãy nghe tôi, Ma Dương, nếu anh sợ chết cứ nhảy xuống nước đi, tôi tự đi được. Khùng điên, anh biết phía sau có bao nhiêu họng súng chĩa vào ta không? Nếu còn nói linh tinh, chúng ta đều chết hết. Chúng ta phải giết hết bọn chúng rồi mới cứu người chứ. Tại sao dùng Hà Kim Như đuổi tôi về vậy? Đây là ý kiến của ai vậy? Mọi người chuẩn bị, chờ Ma Dương xuống tay. Đến rồi, chuẩn bị đi. Bác gia, anh xem tài bắn súng của tôi đi. Chờ chút, đừng nổ súng. Thượng tá, Đại Mã Nghi chắc chắn lên bờ trước. Muốn giết Trình Nhị Hỷ thì phải nắm bắt cơ hội này. Chờ hắn lên bờ rồi làm sao còn cơ hội nữa. Chính anh nói là phải bắt theo nhịp trống mà. Bây giờ làm sao đây? Đúng vậy. Nhưng tôi đổi ý rồi.